Tôi sẽ hướng dẫn mấy bà nấu thêm một món canh quốc dân, đó là canh rau muống, siêu nhanh siêu đơn giản được chưa nào. Rồi, giống như theo clip trước thì cũng chỉ là rau muống và tôm. Tôm thì mấy bà cứ bóc hết bỏ vỏ ra, tất tần tật không để lại cái gì cho tôi nha. Bỏ thêm một chút gia vị, muối, hạt nêm, giãn nhỏ ra, nhớ là để nguyên con, đập dập dập thôi ha. Cho một chút tiêu cho nó bớt tanh, đập đầu hành ra để chi lát mình bỏ canh sau khi mà đã sôi. Còn rau muống thì mình cắt khúc 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 vừa ăn thôi nha, không dài quá mà cũng không ngắn quá. Sau đó mấy bà đem rửa sạch cho tôi. Và sau khi rửa sạch rồi thì cứ bắt nồi nước lên sẵn để canh sôi là mình bỏ vào thôi. Đấy, thấy chưa, giờ canh sôi rồi này, bỏ rau vô. Và nhớ nước thật là sôi mấy bà mới bỏ tôm để khỏi bị tanh nha. Và nêm nếm gia vị vừa ăn. Đấy, giờ tới công đoàn này mới bỏ tôm này. Nhớ đừng để quá lâu, không thì rau sẽ không còn được giòn và ngon ngọt. Mấy bà bỏ thêm chút hành phi nữa thì sẽ rất là thơm nha. Thế là món canh đã xong, mấy bà nó ăn thành công nha.